rồi. Chưa thấy ai cả. Chỉ để nhậu quay. Cô thử nhật là gửi ở cho cô bố gửi cô đi đây đây. Thịt rõ chết. Thịt ở vai em lắm. Lại đúng cái bữa hết vụ đi sang gửi tên. Lại này, có con này nha. Đang thay em. Hôm nay cho chị Phạm đó nữa. Trắng trắng đi. Chứa thì thế nào đi tốt mẹ phải đọc bao nhiêu năm nay mày đang rồi mọi người cho tí nha. Mặc đi bớt nó lên mặt được không vừa đâu. Có thế con trai ấy, con trai này cho bạn lại đi con đi tú tú con chào ba con cậy đây đi vô đi chào ba con cậy đây đi vô rồi bố mực ở đâu rồi đấy. Con phải cho bạc này. Đã có đi. Con phải đi. Mẹ tú, tú ơi. Đi. Con ngã đây. Tú. Con ngồi đây về mẹ đi. Thế con đừng đâu, con ngồi đâu. Mọi người vào xem đông đông đi. Mọi người chia sẻ nhá. Chia sẻ lên đăng cả nhấn. Ta bà con. À chầm. Chia sẻ 5 lần nha mọi người. Để được gửi giá ưu đãi là 59k nha. Một sản phẩm 59k. Em lại tắt máy bên đi mà xem đi. Không. Mẹ có thể hát nữa. Đợi mọi người vào đông tí thì em bắt lâu lái luôn nhá.
em sẽ đăng ảo ra bất kỳ cho những ai là có lượt chia sẻ nhiều nhất. Mọi người chia sẻ hộ em nhá. Mọi người chia sẻ đi nhá. Hai nhủ chia sẻ nhiều bố được tặng cho cái quân. Giá 59.000 một cái, chia sẻ tên tháng cá nhân thôi. Mọi người vào xem đông đông. Mở em có mà. Các bạn nó mang mày đi. Mọi người vào like với để share cho em nhá. Mấy cân? Bột 5 cân, bột 5 cân trở lại mặc vừa nhá. Khoảng 53 cân trở lại đó, đúng không mặc vừa. 45 đến 53 cân. Mà số 1 nhá. Mà số 1 thì comment lại cho em nhá. Ai lại đi. Mà số 1 nhá, dạ. Chia sẻ nhiều sẽ được tặng áo nha chị. Mặc áo 2 giây. Này mặc áo 2 giây để xăm áo 2 giây đấy nhá. Mọi người chia sẻ đi ạ, mọi người chia sẻ cho Nga đi. Chất hơi bị đẹp luôn. Này. Chất cực kỳ đẹp luôn. Giá từ 59.000 trở lên nha mọi người nha. Con bảo giá của kéo đi luôn đi. 130.000 nha, mã số 1. 130.000 nha. 130.000 mã số 1. Từ 4 bạn. Từ 40 mã số 1 từ 43 đến 59.000 nha. Mọi người ai lấy mã số 1 thì comment lại cho em nha. Mã số 1 130.000. Từ 43 đến 55 cân ạ. Mã số 1. Bất đắc gì? Nên mở bất đắc gì? Nha mọi người ai lấy mã số 1 comment lại cho em nha, 130.000 mã số 1 để em qua màu ạ. Em qua mẫu nha, ai lấy mã số 1 thì comment lại cho em nha. Ngã người xấu mặc áo mới tốn được dạng. Người xấu mới mặc tốn được dạng nha mọi người nha. Chứ mà màu đẹp là cái màu để ôm này. Chất cực kỳ đẹp luôn. Mặc lên cực kỳ đẹp luôn. Em luôn đi mà đang mặc được. Này này. Đúng rồi đó. Vâng qua đi. Bóng bằng mất thôi. Mà số 1 là giá 130 nhá. Chị Mai Phan nhá. Mã số 2 110.000 mã số 2 nhá. Từ 42 cho đến 50 cân nha mọi người, mã số 2 từ 42 đến 50 cân. Cực kỳ dày luôn. Gai cúc à? Ai đó? Xíu. Để em cho ai chuyện kia.
đây nha. Nga trả lời Nga, nhiều người kêu Nga ơi. Chào tất cả mọi người nha. Mọi người vào share và cùng và nhưng like. Nhưng Nga chia sẻ nha, sẽ là có giá 59 cái nha mọi người nha. Có mọi người chia sẻ nhiều vào đây. 45 đến 53 cân mặc vừa nha. Mà số 2 110 cân. Em chia sẻ 40 nhỏ đây. Ok em nha, tí nữa sẽ có quà cho em nha. Cảm ơn em hay. Cảm ơn mọi người nha. Con gái lại xoáy. Em lên màu tiếp theo nhá. Màu này nó toàn từ 45 cân đến 53 cân là mặt vừa. Màu dạng dai. Giá sẽ là 130.000. Chất đẹp, em đảm bảo chất đẹp cho mọi người nhá. Em nó cao 1m65 từ xuống. Từ 53 cân từ xuống là mặt vừa. Chị Hảo lấy áo mua chị Hảo lấy áo mua chị Hảo. Để áo ngắn mặc hay áo em mặc đấy. Lên đi. Mặc như mười mặc đẹp hơn o này. 15 màu chuẩn. Ai lấy áo này đi, comment đi em màu là B38 nhá. Là 130 cái nhá. Cái đẹp luôn. Bao mặc loại bồng gì ạ? Mẹ em 60 cân mặc được ạ. 60 cân mặc được nha em. 60 cân mặc được nha. Phương Huy nha, 60 cân mặc được nha. B38 nha. Em mới lấy thì comment cho chị là B38 nha. Để chị để like nha em. Cân nào lấy áo ngá vừa mặc tê. Áo ngá vừa mặc mà số 2 à, cân nào? Con nhỏ này. Con nhỏ mà bộ tạo bông bông cao không? Cân nào mà số 2 đấy nhá. Cân nào mà số 2 bỏ vô bảo cất không? Ta đọc tê. Cân nào ấy chụt đấy nhá. Bông bằng mua ra con. Có báo của em mày cần em đi. Cái màu mặc được nhiều lắm. Tiếp mà tiếp theo nha mọi người. Lồi một tí ở phân khúc đi, em sẽ xéo với giá là 80 cái nhá. Lỗi rẻ cuộc đời. Em ơi có xỉ em nhá. Nếu như em xỉ thì inbox riêng em nhá. 52 cân vừa em ạ. À. Em hỏi à mỗi đó trương tròn chuột. Trương trơn chuột. Hay là thú. Tủ răng lái à đó à con nít. Có ba bông hẳn sáng mới là mua bông bọng cái đi. Mà số 4, 140k nhá. Mà số 4, 140k nhá. Mọi người ai lấy mà số 4 thì comment lại cho mình nhá. Lại chi chạy lại mới giảm, mới việt thôi. Mà số 4, 140k. Ai lấy kìa, mà số 4 này thì comment lại cho em. Khi nào lên để 50 người chờ 50 người xem thì em sẽ tặng quà nha mọi người nhá. Tặng một áo cho bất kỳ nha. Tặng áo giả cho những ai có lượt tương tác nhiều ạ. À? Ngã đầu cứ rửa mà gặp. Mã số 4 140k nha. À lấy mã số 4 thì comment lại cho em nha.
Em ơi, lối rẽ cuộc đời ấy nha, chỉ còn nhiều màu lắm, 500 màu mà em. Em xỉ thì cứ inbox riêng ấy nha chị gọi đi video cho em xem nha em. Trang này mặc đi Trang, để mặc con rồi. À lẹ, mã số 4 này thì có mình lại. À, có bạn mới vừa gọi đã thấy có chị đi nhắc 6 về ngã nha. Mã số 4 140k nha, ai lấy comment lại cho em nha, để em qua mẫu ạ. Mẫu mặc vô rồi. Mẫu mặc ra bỏ đấy thằng ngón ấy. Mẫu mặc ra bỏ thằng mười này. Để mười điện này. Nha, để em qua mẫu khác nha. Mọi người ơi, nha, mình nhìn lại lượt quá để các con những ai xấu xem lại thì ứng người mặt nào thì chụp màn hình đây gửi bên quay inbox nha. Em này. Cô này luôn quá. À, em ơi thông cảm nha chị nha, gì hai màu thấy nhau liên tục em à. Màu em đang mặc là già dáng dai nhá. Từ nắm từ cân đổ lại là mặc vừa. Mọi người hãy lấy đi thì comment màu cho em đó là mã số 2 nhá. 130k nhá. À, số 2 rồi. Em sẽ quá màu nhánh nha. Mà số 2 120. Ê, màu này mặc đẹp này, màu này mặc đẹp mà nào mặc đẹp vừa luôn này. Nè, con tặng này cho bạn. Ba về rồi, lên lên. Chỉ có 130.000 thôi nha. Hàn Quốc. Hộp dục. Em qua màu nha. Ai lấy màu này thì comment thì em màu là mã số 2 nhá. 130k nhá. Mọi người chia sẻ giúp nhà em với nhá. Chia sẻ càng nhiều con tổ 50 người sẽ đủ 50 người xem lên nhà em sẽ tặng quà nhá mọi người nhá. Tặng quà với giá không đồng. Mẹ bốc. Mẹ bốc. Ôi trời ơi con chào ba con cậy đưa con ra đi khách. Chào ba con. Chào. Để cho bạn bán hàng. Màu em đang mặc tiếp theo là một màu dạng dai. Công tư khoảng tầm 55 cân đổ lại là mặc vừa. Màu em đang mặc là màu 36. Màu này cũng là màu ký. Màu này em sẽ bán với giá là 110.000. Ai lấy màu này thì comment cho em màu là 36 nhá. 36 154 cân đổ lại là mặc vừa. 110.000. Bình gọi luôn mẹ bán. Màu em đang mặc tiếp theo cũng là một màu dạng dai. Màu này là cực kỳ tốn giá. Cũng từ khoảng tầm 55 cân đổ lại là mặc vừa. Ai lấy màu này thì comment cho em màu là 20 nhá. Em sẽ bán giá 100k. 55 cân đổ lại là mặc vừa. Màu này là màu sườn kỳ tốn giá luôn. Em sẽ lái quá màu nhánh nha mọi người. Sáu mươi cân mặc cũng có.
có nhiều nha, Trần Tiểu Linh nha. 60 cân mặt vừa nha. Này Duy có nhiều màu đó, 60 cân mặt vừa Trần Tiểu Linh à. Màu tiểu khé nó nặng đây là một màu giảm dai. Ở tư tâm 60 cân đổ lại là mặt phương. Đấy là mặt 60. Toàn màu nhém toàn là từng màu tốn giá này mọi người ạ. Anh một tâm 60 cân là mặt phương. Cái này thì có một em màu này là màu số 10 nhá. Em này để phải giá là 100k. Màu đang mặc là 31 100k. Em ơi, Duy là nghe rồi chứ em, rồi rẻ cuộc đời, em là nghe rồi chứ. Tí nữa chị trả lời inbox của em nhé. Lên một màu giảm dai nữa, màu là màu đỏ mần, có đây là màu đỏ mần. Có khoảng tầm 55 cân đổ lại là mặt vừa. Mà đây là màu 12. Em có đề giá là 120k. Màu vàng hơi này không có xà, không có size nhỏ đâu em ơi. Màu đỏ mần 120k nha. Duyên lại cái ni ông Duyên. À ở chỗ Duyên. Ok Duyên tập nha. Mẹ ơi. Mẹ bóng. Này 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 này. Mẹ bóng bóng mẹ. Mẹ ơi bong bóng. Mình đổ ra bạn đi mua một cọ mơ. Ăn xúc xích hết ra. Rồi cho mẹ cái xúc xích nhé. Mua có lợi cho mẹ cái kèo cờ bo mẹ ngần cho đầu. Cho ngần. Nồi lắm xá sữa ấy màu vàng nữa em. Mua cho ngươi mấy cân. Lần lần xa xưa ấy, chỉ mặc vừa đó. Ngá mà thôi. Chỉ mặc vừa đó. Keo màu vàng này chỉ mặc vừa. Màu em đang mặc nó có một lồi tí. Một lồi một tí rồi phải đánh ngay. Thế thì ai mua cho cả mẹ. Mẹ gì mặc gì thì vừa. Em để giả xéo là 90k thôi. 60 cân đổ lại là mặc vừa. Mau lên trực đẹp nhé. Ai mua cho mẹ chỉ thì phải đi được mặc đẹp. Ăn đi. Thôi để cho mẹ ăn đó. Thì 90k thôi nhá. Màu này là màu 13 nhá. Mà số 13 90k dành cho các mẹ. Ai mới lấy cho các mẹ đi tay. Từ 60 cân đổ lại là mặc vừa. Từ 60 cân đổ lại nha mọi người nhá. Em phải đề giá là 90k. Mà số 13 nhá.
Ai lấy thì có mân mã số 13 90k nó cho em nhá. Để em qua màu nhánh nhá. Con ơi. Đâu lại mông ăn đây đây. Chưa. Này là đưa đi một cục. Nè, cái áo màu vàng thôi này. Mình đọc sao xử đó. Ok. Họ hỏi có vừa không? Chị Nguyên ơi, chị mặc vừa. Nguyên ơi, chị mặc cái áo vàng là vừa nhá. Đây. Màu em đang mặc đây là với mã số 14 nhá. Là 130k. Khoảng tầm 54 cân đồ lại mặc vừa. Em 54 cân em mặc vừa đấy. Ai lấy màu này thì comment cho em mã số 14. 130k nhá. 54 cân đồ lại là mặc vừa. Dạng ngắn. Bốn hai cân nhưng mà chỉ cao là chỉ mặc được. Chị Nghĩa ơi, quần ngắn quá. Em sẽ lái tiếp một màu dạng dai nữa. Đó là màu số 15, cũng khoảng 4-55 cân đổi lại là mặc vừa. Em 54 cân em đang mặc dưới rộng một tí, tầm 55 cân đổi lại là mặc vừa. Cực kỳ đẹp luôn, chất cực kỳ đẹp luôn. Em mang màu cho, tạo chất cho ai lấy nhấn bút nhá. Lên màu tiếp theo là da dạng ngắn, khoảng tầm 55 cân đổ lại là mặc vừa. Cái này em xề với giá là 90k. Mà đây là mà 12 nhá. Ai lấy áo đây thì cầm bên em là mà 12 nhá. Có sọc nữa. Có em nha, có sọc em ạ. À. Em chơi tí màu mặc em. Ai hỏi mặt sọc thì mặt sọc đấy nha mọi người. Thì mọi người có thể mặc hai kiểu, là cổ bẻ hoặc là cổ một ít. Thì em nghĩ cổ bẻ đẹp hơn. Khoảng tầm 55 cân đổ lại là mặc vừa. Màu này là màu số 8 nha mọi người. Em sẽ để về giá là 100k luôn. Đây là mặt sọc. Thằng này màu mà 14. Mà 14. Tiếc hả? Hỏi xinh. Hỏi xinh hả mà. Ngọc mà. Vẫn kia. Thank you.
Vậy mà có một cú thì ổn sẽ tiếp theo sẽ là một màu giảm dai nha mọi người. Cũng khoảng tầm em mặc vừa, em mặc hơi rộng một tí thì khoảng tầm 58 cân đổ lại là mặc vừa. 60 cân là mặc vừa. Đây là một giá giảm dai. Mà đây là mã 18 nha mọi người. Em sẽ để giá là 100k luôn. 100k nha mọi người. Tầm 58 cân đổ lại là mặc vừa. Ai lấy thì còn bên em là mã 18 nhá. Xinh nhờ mặc màu mô này. Mặc lại màu mô xinh nhờ. Màu 14 á. Nghĩa đấy nha. 55 cân đổ lại là mặc vừa nha. Màu này thì cực đẹp luôn, chất cũng đẹp luôn. Bao chất luôn. Nó là 14 đấy. Ngọc Lê em mặc màu 14 đấy nha. Thì chúng là 53 cân đổ lại là mặc vừa, em 54 cân đi hơi kích một tí. Chỉ có 130k thôi. Cái này nhưng mà dư treo lên sổ phò bán phải 200-300 nghìn là bình thường. Ngọc Lê được em qua màu nha. Bốn lắm cân vừa chị ạ, ngã mặc vừa là chị mặc vừa. Bốn lắm cân thưa vừa luôn. Lắm cân thưa vừa. Vì em nắm 54 cân mà mới kích một tí, hơi chật một tí. Hơi chật. Ok, cực màu mê 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 bổn nữa cho Ngọc Lê nha. Bỏ bà luôn đi nhá. Chỗ cho Ngọc Lê rồi nha. Màu ní đi khoảng tầm 60 cân đổ lại là mặc vừa. Màu ní đi ai muối ở mè hay chí thì mặc đẹp. 60 cân đổ lại là mặc vừa. Màu đi em sẽ để giá là 90k thôi nhá. Ai lấy màu ní đi comment màu 38 cho em nhá, 90k nhá. 60 cân đổ lại là mặc vừa. Lên một màu màu ghi là cực đẹp luôn mọi người này. Từ 55 cân đổ lại là mặc vừa. Màu này là em cũng để giá với là 130k nhá.
Ai lấy thì có bên em màu số là 30 nhá, 130 cái nhá. Màu ghi 55 cân đồ lại là mặc vừa. Chúng những kiểu màu màu ghi đi chất được ngoài đẹp đẹp hơn ở trên line đấy. Đang dặn mặc rẻ rách nhỉ. Đang quất rẻ rách đấy. Ai lấy màu đi thì có bên em màu 30 nhá. 130 cái nhá. 55 cân đồ lại là mặc vừa. Nhưng màu màu ghi này đi cực đẹp luôn. Em qua màu nha mọi người. Máy cho chị hỏi mà số mấy đấy? Màu mỗi chị 30, đây là mã số 30. Mã số em đang mặc đây là màu là số 30 nha chị. Là 130 cái nhá. Nói chung những cái màu bây giờ họ lên shop là họ bán tầm trên 250 là chuyện bình thường. Em này mông lố nên em để giá đó cho mọi người thôi. Mà bùng á. Hồng Nguyễn có màu mố ó mặc vừa không hay. Màu 30 chốt nha cho máy che. Máy che ơi, inbox địa chỉ với số điện thoại nhá. 130 chốt cho máy che. Thế một màu dạng dai này mọi người này. Màu này khoảng tầm 58 cân đổ lại không vừa, tầm 60 cân có lẽ một vừa. Thì em 54 cân nhưng mặc rồi đồng bao nhiêu. Màu này là màu 31. Con thành cho bà con. Màu này cực đẹp đấy mọi người à. 130 cái nha mọi người. Đúng là quả đẹp luôn. Có gửi hai bên đấy. Thường mà dạng dai. Ai mọi người cáo với mặt cái này cực kỳ đẹp. Dạ. Ủa. Không muốn mẹ lấy. Bác con đứa phải ở đây không? Dạ. Ai lấy màu này đi con mình em là màu 31 nhá, mà số 31 nhá. 130 cá nhá. Nga kẻ đi đâu lành à. Này ghi... đảm bảo là không có ai bán đâu giá rẻ bằng của em được. Em đã giảm bao chất cho mọi người luôn. Ghi số điện thoại của máy che rồi hôm nữa mà gọi số máy qua đêm mới chụp tới như thế. 58 cân đổi lại là mặc vừa. 0983. Màu dạng dai đi, thông thường là những người cao mặc đẹp hơn. 867210. Để con đây để mua lại cho mẹ. Mặc kiếm được ngay. Nhiều lắm em ạ. Kiếm bao nhiêu màu lắm em ạ? Nói chung là đáng nhiều màu lắm mọi người ạ. 500 màu tất cả mà. Thì sẽ một màu dạng ngặn đấy ạ. Cái đi hồng tâm cùng tư 53 cân đổi lại là vừa. Em 54 cân đấy. Hãy lấy màu đây thì con bên em màu số 33 nhá. Đó là 120 cá thôi nhá. Dạng ngắn nhá. Màu này đi ấy thấp hay cao gì cũng mặc được ạ. Có hai đai đấy. Mọi người có thể mặc hai kiểu. Một kiểu có vẻ hoặc là có thể bỏ kiểu đấy. Có thể gì cũng được. Ai lấy thì có mân em là mà bá bá nhá. 120 cá nhá. Không nguyện nào nữa. Hay là gì? Màu em đang mặc là màu 34 nhá. Cũng khoảng từ 58 cân đổ lại là mặc vừa. Màu đi cùng mọi người cũng có thể là mặc thành hai kiểu. Một là cổ việc hay là bỏ vừa đi cũng được. Tuy mọi người. Còn dạng vừa không dai cũng không ngắn. Màu này là con mù nha mọi người. Đổi lên. Màu em đang mặc là 120 cái nha. Ở đây con xin giảm đi. Mẹ quá.
ăn. Ai lấy đi con mình, em màu đây là màu mã số 34 nhá, 120k nhá. Thật biết lái chứ không đeo cái gì. Con mình ta làm thế thế là màu giảng dai đẹp lắm mọi người nha. Một màu dạng dai nha mọi người. Dạng dai cực đẹp luôn nha dai mọi người. Em điều mà tâm có 1m67 thôi, 61, 62 chứ đó thôi. Cái đi 55 cân đổi lại là mặc vừa. Giá 150 nha mọi người. Màu mà 35 ạ. Ai lấy thì có mình em màu này là màu 35 nha, giá 150 nha. Giá 150 nha mọi người. Dạng dai 55 cân đổi lại là mặc vừa. Màu mà thán cực đẹp luôn. Trụ xuyến màu 34, màu 34 đó. Màu bằng màu hơi này à. Cần trụ xuyến chốt màu 34 à. Duyến à, này dư tròn cho Duyến nhiều cậy lắm rồi. Ai đó, ai đó. Duyến chặt. Đọc tên đó. Cần trụ xuyến. Màu 34 đây cho chị nhá. Màu 34 là chị có thể mặc được hai kiểu luôn nhá. Cô bé đi cùng được này mà chị thích cái đi cùng được này. Màu này thì sẽ có mùa lớp 6 này. Còn tư còn tâm 55, 56 cân như đó đồ lại là mặc vừa. Màu sọc á. Hai con trai không có mà chị à. Con trai không có mà chị ơi, chỉ có con gái thôi. Trên đó là, đó là sinh nhiệt. Thôi lái màu màu tiếp theo đi. Màu tiếp theo em lái đây mọi người này. Cùng tục dạng dạng dai. Cái đi cùng tâm 5-6 cân đổi lại là mặc vừa. Màu này là màu 36 nha mọi người. Chất cực kỳ đẹp luôn. Mười đây chị, mười đây.